Hai bộ phim Hoa ngữ có kinh phí thấp nhưng vẫn làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ. Từ trước đến nay, màn ảnh Hoa ngữ vốn nổi tiếng là thế giới của các tác phẩm truyền hình có kỹ xảo ba xu, bối cảnh nghèo nàn đến thương. Dù vẫn có những bộ phim tạo nên cơn sốt trên diện rộng, song khán giả vẫn phải nhăn nhó khi chứng kiến những màn nổ quá đà về kinh phí thực hiện từ nhà sản xuất. Mặc dù vậy, vẫn có những bộ phim sống thật với lòng, sẵn sàng đối mặt với hiện thực nghèo rớt mùng tơi của mình. Dưới đây là 5 bộ phim Hoa ngữ, dù không được đầu tư tiền quá nhiều nhưng vẫn làm mưa làm gió trên màn ảnh Hoa ngữ. Thứ nhất, Song thế sủng phi. Web drama Song thế sủng phi hội tụ đủ các yếu tố hài hước, xén xụa cũng như độ lầy đặt hàng thượng thừa đến từ nhân vật nữ chính Khúc Đàn Nhi, Khúc Tiểu Đàn do Lương Kết đóng. Bộ phim xoay quanh câu chuyện nữ hán tử Khúc Tiểu Đàn xuyên không từ thời hiện đại về thời cổ đại, chia sẻ thân xác với tiểu thư Khúc Đàn Nhi, một người có tính cách trái ngược hoàn toàn với cô. Khúc Đàn Nhi yêu đại vương gia sâu đậm, trong khi Khúc Tiểu Đàn lại mê mẩn bát vương gia do Hình Chiêu Lâm đóng sau khi kết hôn. Nhìn qua ai cũng có thể nhận ra rằng kinh phí đầu tư cho Song thế sủng phi của nhà sản xuất khá eo hẹp, dựa vào số lượng phục trang và đạo cụ của bộ phim có vẻ vô cùng ít ỏi. Thứ hai, Thái tử phi thăng chức ký. Thái tử phi thăng chức ký kể về mối lương duyên trời định giữa Bồng Bồng do Trương Thiên Ái đóng và Thái tử Tề Thịnh do Thịnh Nhất Luân thủ vai. Trước đó cả hai đối xử rất lạnh nhạt với nhau, cho đến khi Trương Bằng, một chàng trai ăn chơi từ thời hiện đại xuyên không và nhập vào thân xác của Trương Bồng Bồng. Do bản tính đàn ông, nàng ta bỗng trở thành một trong số ít những nữ chính không bánh bèo và mạnh mẽ, nhưng vẫn có đủ sự dịu dàng khi ở bên cạnh Tề Thịnh. Thái tử phi thăng chức ký đã từng tạo nên cơn sốt vào đầu năm 2016 nhờ nội dung hài hước và dàn ngôi sao trẻ diễn vô cùng nhập tâm. Tác phẩm cũng là bệ phóng cho dàn diễn viên trong phim như Trương Thiên Ái, Thịnh Nhất Luân, Vu Mông Lung, giúp họ trở nên quen mặt với khán giả và nổi tiếng hơn. Ngoài độ lầy của mình, bộ phim gây chú ý bởi hiện thực nghèo rớt mùng tơi của đoàn làm phim. Thứ ba, Ngũ thử đại náo Đông Kinh. Ngũ thử đại náo Đông Kinh là tác phẩm xoay quanh vụ án Bàng Dục. Dù tập trung dàn diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, nhưng lại không gây sốt do nội dung có phần dài lê thê và hơi buồn ngủ. Nếu là một fan của cặp đôi Miêu Thử và trông đợi vào phần cảnh xuất hiện chung của các anh, chắc chắn khán giả sẽ thất vọng. Do Triển Chiêu phải luôn theo dõi Bàng Dục, trong khi Bạch Ngọc Đường lại không xuất hiện nhiều. Ngũ thử đại náo Đông Kinh tuy không để lại dấu ấn trong lòng khán giả, nhưng tác phẩm này lại gây chú ý bởi đạo cụ. Trong phim có một cảnh quay khiến khán giả phải dở khóc dở cười. Đó là phần cảnh ekip làm phim chữa cháy cảnh máu phụt ra của một cặp đôi bằng quả kỷ tử. Cảnh này sau đó được cư dân mạng xứ Trung cắt ra làm ảnh chế. Thứ tư, Lừa Hoàng đế đến thời hiện đại. Lừa Hoàng đế đến thời hiện đại được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh câu chuyện của cô gái mồ côi Phùng Phong từ hiện đại xuyên không về thời cổ đại, trở thành phi tần Phùng Diệu Liên của Hoàng đế Lý Hoan. Sau đó cô lại trở thành phi tần bị vứt bỏ, gặp gỡ quốc sư Gia Diệp rồi đem lòng yêu thương người này. Thế nhưng Gia Diệp bị chính Hoàng đế giết chết, Lý Hoan cùng cô trở về thời hiện đại, hai người bắt đầu yêu thương nhau. Lừa Hoàng đế đến thời hiện đại tuy không ấn tượng bởi nội dung, nhưng độ nghèo của phim lại vô cùng hấp dẫn. Bởi lẽ dàn diễn viên trong đoàn ít hỏi đến đáng thương, đạo cụ thì quá sơ sài, trang phục cũng không được chăm chút. Hậu cung của Hoàng thượng thường là 3.000 mỹ nhân, thế nhưng trong phim ngài chỉ có duy nhất 2 phi tử. Thứ năm, Bên nhau trọn đời. Chắc hẳn chưa ai có thể quên tác phẩm Bên nhau trọn đời từng khiến màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trao đảo một thời. Tượng đài ngôn tình này đã khiến không ít fan ruột ghen tị với Mạc Xanh vì mối tình sâu đậm cô có cùng Theno Hà Sĩ Thâm. Sau 7 năm chia xa vì hiểu lầm, cả hai cuối cùng lại bên nhau và mối quan hệ của họ được bù đắp bằng hạnh phúc trọn vẹn. Tuy tập trung dàn diễn viên nổi tiếng nhưng do kinh phí eo hẹp hoặc vì một lý do nào đó khác mà đoàn làm phim đã phải chữa cháy trang phục và đạo cụ bằng nhiều cách. Chẳng hạn như Trung Hán Lương dính nghi án mặc áo của em gái để đóng phim, hai diễn viên chính không được tài trợ trang phục mà phải tự mang đồ riêng hoặc cảnh quay tường loang lổ bong chóc trong công ty của Hà Diễn Thâm. Thậm chí những địa điểm quay của bộ phim còn được nhà sản xuất bê nguyên từ đồng nghiệp xăm xăm đến rồi sang. Có chăng họ chỉ thay đổi tính chất của địa điểm đó mà thôi.